con số 1220 là tổng cái đá Atrai mà chúng ta có thể nhận được của hai cái event được mở ngày hôm nay. Đây nhá, event này. Bắt đầu từ ngày 16 3 hôm nay 16 3 đúng không? Đây. event này. Thì event đầu tiên này mọi người thắc mắc khá nhiều khi mà chúng ta phải đi làm nhiệm vụ thì mình sẽ giải thích qua event này trước vì event này nó khá dễ. Nhìn bên ngoài có vẻ là chúng ta sẽ phải đi farm. Đây hình một con quái vật nhưng mà thực ra thực chất chúng ta đi làm shipper thôi. Vì trên cái trang chủ của Guru có giới thiệu qua cái event này rồi thì chúng ta nôm nào chúng ta sẽ làm những những cái ủy thác đi ship đồ này nọ qua cái vị trí thì hôm nay ngày đầu tiên chúng ta sẽ gặp cái đứa ma quy này đến một nơi địa điểm lấy cái đồ đấy và giao lại cho con ma quy này thì cái phần thưởng của chúng ta nhận được nó sẽ có 7 trạng tướng mỗi trạng chúng ta sẽ được nhận 60 khi hoàn thành thì ở đây nó có ghi là tầm khoảng 9 giờ nữa sẽ available sẽ được kích hoạt một lần nữa rồi cùng chúng ta sẽ được đi làm thêm một cái nhiệm vụ nữa Bây chờ 9 tiếng nữa nó sẽ có thời gian để Chúng ta sẽ tổng là 7 x 60 sẽ là 420 cái đã trai này Ok chưa? Hôm nay nhiệm vụ này nó khá dễ Tiếp tiếp theo cái nhiệm vụ này Đây event này thì có cái khung giờ của chúng ta cũng như thế thôi Từ ngày 13 tháng 6 và kết thúc vào cuối cái Khi mà cái phiên bản 1.0 này kết thúc Vào ngày 27 tháng 6 ok chưa? Thì lúc nào event này nó bắt đầu event này nó chưa có trong cái lịch trình Chưa trong cái dự định của Kuro đâu Nhưng mà mọi người biết rồi cái banner phase 2 của chúng ta đã được đẩy nhanh tiến độ Trước một tuần, sớm một tuần Thế là về việc đền bù các thứ thì cái event này gọi là event đền bù trong ta đấy. Thì năm nay những cái phần thưởng chúng ta bao gồm có nói chung hoàn thành nó khá là dễ thôi. Thì ngày đầu tiên mọi người đã đã, đã được nhận 200 mắt chai rồi. Đấy. Rất nhiều. Tổng của chúng ta là có tổng là 800 mắt chai và thêm nữa cái cuối cùng của chúng ta thì sẽ được nhận một cái gọi là để mà chọn một cái con Eho năm sao Elite. Oh. Rồi thì hôm nay là chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ hàng ngày đây reset daily vào 4 giờ sáng với 4 giờ sáng ngày hôm sau chúng ta sẽ được nhận thêm cái nhiệm vụ nữa để mà mọi người thể hoàn thành hai cái này để mà nhận được cái đồng này đồng poi này. Đây, một ngày ưu tiên cho anh đã được nhận 20 đồng poi rồi. À có một cái nữa, điều kiện của cái event này thì mọi người cần phải có cái level union là trên là từ level 14 đổ lên nhá. Ok chờ có anh em nào dưới 14 thì không có nhận được cái event này. Rồi tiếp theo, đây, khi mà mọi người đặt cái số điểm này đến từng mức một thì mọi người sẽ được nhận cái phần thưởng ra ok bây giờ quay trở lại với cái cái daily này thì hôm nay mọi người thắc mắc cũng là trên lên trên group cũng thấy khá là nhiều Những cái dòng đầu tiên là defeat năm enemy này thì còn là đi tiêu diệt năm cái con quái thôi ok thì dễ rồi đến dòng thứ hai thì có một số những cái tài khoản mọi người sẽ nhận được những cái nhiệm vụ khác ví dụ như kiểu đây mình có sưu tầm ở trên group của anh em nhiệm vụ của bạn này thì có nói rằng là chúng ta sẽ phải nâng cấp cái nhân vật của chúng ta còn quay trở lại với cái tài khoản này của mình ở ờ, cái này dịch năm nào nói chung mình cũng dùng google dịch thôi vì bây giờ những cái thiết bị ai các thứ dịch nó khá dễ rồi mà chỉ chuyển ném ảnh vào nó sẽ dịch luôn cho chúng ta thì cái dòng dưới này nói chung là nó sẽ sử dụng cái potion này một lần ở dưới nó thích khe thích khe cũng là hãy quan tâm cái vết thương của bạn đi là hãy quan tâm những cái vết thương của bạn in time là đúng cái thời gian cũng trong cái cuộc đấu thì chúng ta bị mất máu chẳng hạn thì mọi người sẽ dùng hưu hay là nhân vật của chúng ta bị uh, chết chẳng hạn thì chúng ta sẽ gọi là hồi sinh ừ? thì sẽ hoàn thành xong cái nhiệm vụ này vậy là chưa rồi nhá à, na là event là nó là như thế còn ngày mai 4 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ có hai cái nhiệm vụ mới nữa có cái là chưa rồi theo tổng của chúng ta cái này là tám tám này cái event lúc nãy mình nói cho mọi người là 420 420 với 800 là 1220 đó là cái con số tổng cái mà chúng mình kiếm được từ hai event này khá nhiều đấy chứ mong là mọi người sẽ có cái trải nghiệm của event hai cái event cuối cùng của phiên bản 1.0 này trước khi mà chúng ta đến với cái banner của Jinxi với cả Changli ở bên phiên bản 1.1 1.1 thì có các map mới đấy nếu mọi người có tò mò về Jinxi Jinxi với cả Changli thì có thể fan theo dõi fanpage mình nhé rồi hẹn mọi người video theo Boy see